buồn ngồi mình câu cũng chắc như là thêm sống vì đam mê trong trò chơi này chẳng ai là kẻ mê phóng tan smile show nó giúp tôi đốt cháy đam mê của tuổi trẻ hip hop tan smile show tôi sẽ làm tất cả dù bạn có lắng nghe hip hop tan smile show tôi vẫn luôn hy vọng vào ngày mai tôi luôn tồn tại và không bao giờ xa những gì tôi chọn nó là con đường dài tôi luôn tìm bước một cách rất miên man tôi vẫn đợi một cơ hội để tôi khác biệt tôi không chơi trội cũng không phải một giấc mơ quá mức tồi giữa những cái ấu lưu giữ đêm màu đen thôi tôi đi tìm một tia sáng giữa cuộc sống về bon chen vì tôi biết chỉ có chúng ta có nhau rất nhiều Bố nhắc lại lần cuối. Một là học hành, hai là hip hop, tùy con chọn. Nhưng bố cấm con lôi cái Hạnh vào trò nhố nhăng này. Hạnh, đi về. Về. Anh không biết phải nói với cả nhóm thế nào, nhưng cuộc chơi của anh đến đây kết thúc. Từ giờ nhóm trưởng sẽ thuộc về Trung. Có ai có ý kiến gì không? Anh tin em sẽ duy trì được nhóm bụi. Anh yên tâm, em sẽ cố gắng duy trì và phát triển để nhóm bụi trở thành chuyên nghiệp. Bằng cách nào? Em đang tìm. Cái đó thì tùy em. Em tin anh sẽ quay lại. Con chào bố. Ừ. Mày điên à? Đã bảo là không được nhảy ở trong nhà rồi cơ mà. Ừ, em vừa tìm được cái mũ này của anh, đội vào nhảy thích cực. Bọn em phải luyện tập thêm vì sắp đấu với nhóm boy rồi. À, anh thử xem động tác mới chế có được không? 5, 6, 7, 8. Thế nào anh? Được đấy. Nhưng mà với cái mũ, tay đưa lên thì nhanh, lúc đưa ra lại chậm. Nhìn nhá. Hiểu chưa? Để cho bố biết là anh cấm luôn đấy. Thôi nấu cơm đi. Rồi. À mà này, nhớ chú trọng việc học của em đấy nhá. Đang nghỉ hè mà anh.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với trận derby giữa Boy Crew và Bụi Crew. Cảm ơn các thành viên của Boy Crew, Bụi Crew. Các bạn đã cống hiến cho khán giả một màn trình diễn rất sôi động. Cả hai nhóm đều xuất sắc. Tuy nhiên, nhóm đã có sáng tạo hơn nên đã được khán giả cổ vũ nhiều hơn. Và đương nhiên, nhóm đó đã giành chiến thắng. Đó là nhóm Bụi Crew. Đến các bạn hãy trật tự. Sau đây, mời bạn Trung, trưởng nhóm Bụi, lên nhận phần thưởng. Phần thưởng. Sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi lớn tại Hà Nội, quy tụ nhiều nhóm hip hop trên toàn quốc. Nhóm giành chiến thắng sẽ được đi thi đấu tại Bangkok, Thái Lan. Xin chúc mừng. Cảm ơn. Nhưng mày đừng quá tự tin. Đừng tưởng cái kiểu uốn éo của chúng mày là hay. Nhưng nhóm cậu mới chỉ biết nhào lộn theo nhạc. Đáng lẽ chúng mày nên đi giày múa vào mà nhảy. Và nhóm của cậu cũng nên vẽ mặt thành hề xiếc mà diễn. Để rồi xem ai sẽ thắng trong cuộc thi tới. Tôi sẽ chờ.
Anh em, giải quyết thế nào nhỉ? 5, 6, 7, 8. Yeah! Chào mọi người nhé. Bye bye, bye. Bye. Này anh, xin chúc mừng anh. Em rất thích style của nhóm anh. Em là Diệu My. Em muốn được làm quen với anh. Em muốn xin tập ở nhóm anh được không? Khả năng của em thế nào? Bao giờ anh cho em cơ hội thể hiện? Tùy em. Cảm ơn anh. Mới đầu tao tưởng boy thắng đấy chứ, xong rồi cuối cùng. Con chào bố ạ. Sao hôm nay về muộn thế? Có mấy bài toán nâng cao khó quá, con tranh thủ nhờ thầy hướng dẫn thêm. Sao giờ này chưa ăn? Thì em đợi anh về, cùng ăn cho vui. Tại sao hôm nay lại đợi? Tại hôm nay em và Trung nhảy hay điên đảo nên thắng bọn boy. Ông Khánh cay cú lắm và thách đấu ở cuộc thi quốc gia. Anh biết không, thể lệ cuộc thi đội nào thắng thì sẽ được đi thi đấu ở Bangkok đấy. Bình... Con mời bố. Con về lúc nào mà bố không biết? Dạ, con đi học về đói quá nên ăn luôn. Con phải chú ý tới bài vở của em. Làm sao để nó thi đỗ vào đại học? Dạ vâng. Tại sao cứ phải vào đại học mới được hả bố? Đấy là ước nguyện của mẹ các con. Mấy hôm nữa là dỗ mẹ các con đấy. Trong cuộc thi tới, đối thủ chính là nhóm Bụi đấy. Bài bọn nói cũng chỉ được cái đạn thằng Trung nhờ mấy cái Hạnh thôi. Hey, hay là nhóm mình tìm thêm một dancer nữa? Thế là phải đổi phong cách à? Kể cả đổi style, tìm được một đứa như con Hạnh cũng khó. Nó được thằng Nam luyện từ lâu rồi. Này, sao ông tìm cách câu con Hạnh với nhóm mình? Nó với thằng Trung yêu nhau, làm sao mà tách ra được? Thế mới phải tìm cách. Điên à? Tại sao lại phải đổi phong cách? Vấn đề ở đây là chúng ta phải dựng một bài thật chất. Chúng ta sẽ phải thắng bằng mọi giá. À, anh định bơi em đi phải không? Chờ lâu quá, tưởng em không ra. Em cũng phải được ăn mừng chứ nhỉ? Nào, lên. Nghe này, từ ngày mai nhóm mình sẽ chuẩn bị cho cuộc thi quốc gia. Từ giờ sẽ học theo lịch mới này. Sao một tuần lại chỉ được nhảy có mỗi một buổi? Đã đến lúc phải tập trung vào ôn thi rồi. Em mà vào được đại học thì chả ai cấm. Thế sao thi đại học anh vẫn đi nhảy như điên? Anh khác mày khác. Mày mà không thật cố gắng tập trung vào học thì chỉ có trượt. Mày bỏ ngay kiểu mặt đấy đi. Thế tại sao anh gọi em bằng máy? Cả nhà đều muốn em vào đại học. Em chỉ nên coi hip hop là trò chơi thôi. Anh cho em thi nốt cuộc thi ấy. Em có biết tình hình sẽ rất xấu nếu em trượt đại học không?
Bọn em phải thắng cuộc thi này. Mày thật ích kỷ. Sao thế? Ra tập cùng mọi người đi. Nào, mọi người cùng nhìn động tác mới nhá. Em chào anh Trung. Chào các anh. Vào đây. Xin giới thiệu với mọi người. Đây là My, người hâm mộ. Mình muốn xin tập với nhóm của bọn mình. Từ trước chưa nổi đâu mà bọn này không biết. Em tự tập chứ chưa tham gia nhóm nào. Em thử nhảy xem nào. Trông có vẻ tự tin nhỉ. Em đã sẵn sàng. Em thích nhảy nhạc nào? Cho em nhạc tối hôm qua bọn anh đã thi đấu ấy. Từ từ đã. Em muốn có một boyfriend nhảy cùng. Ok, vậy em muốn nhảy với ai? Anh có thể nhảy cùng em được chứ? Anh có ngại không? Cho em mượn 2 chiếc mũ. Tưởng động tác này là của riêng Hạnh chứ. Anh quen cô ta bao lâu rồi? Mới hôm qua. Tại sao cô ta lại biết những động tác đấy? Nếu không phải là anh dạy. Cô ta quay lại cuộc đấu hôm qua bằng điện thoại, rồi về tập lại. Cô ta có vẻ thích anh. Nhưng anh lại thích cô này. Sao đang học, em lại ra nhảy? Em xin lỗi, nhưng em không thể làm theo lịch của anh ngay được. Vậy thì đây sẽ là lần cuối cùng. Thế nếu em vẫn cứ nhảy mà không ảnh hưởng đến học thì sao?
Nói ít thôi. Và nghe cho rõ đây. Sẽ không còn một buổi hip hop nào nữa. Đi vào. Anh Nam, theo em Hanh đã lớn, phải có quyền được làm những điều mình muốn. Cậu cũng nên biết là nó cần gì lúc này. Anh đừng quên, chính anh đã truyền cảm hứng cho bọn em. Anh không thể bắt dừng ngay được. Hip hop chỉ là trò chơi nhất thời thôi. Nó cần một nghề nghiệp tử tế, và kể cả cậu nữa. Đó chỉ là suy nghĩ của anh. Với em, hip hop là một nghề. Em đã phải hy sinh rất nhiều thứ để đến được với nó. Cậu cứ việc hão huyền. Thì tôi cấm cậu rủ dê nó đi nhảy. Anh đã không hết mình vì hip hop. Anh không thể bắt cô ấy phải nghe theo anh. Mày im đi. Đừng có xía vào chuyện của anh em tao. Nếu nó thực sự yêu em, thì phải nghĩ cho tương lai của em chứ. Anh đừng lo. Tương lai của bọn em khác với của anh. Mày bước ra khỏi đây ngay và tránh xa cái anh ra. Nghe chưa? Thôi về đi anh. Đi anh. Anh là một thằng hèn. Mày thử nhắc lại câu vừa rồi xem nào. Anh là một thằng hèn. Cô cậu ra ngoài đi. Em ở lại trông Trung. Anh phải đi có việc. Thế có làm được việc nặng không? Dạ được ạ. Ca sáng ấy, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, giá 100 ngàn. Thế còn ca tối ấy, từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng, giá 150 ngàn. Chọn ca nào? Dạ, cả hai ca. Có chắc không? Chắc ạ. Anh cứ cho em thử đi. Sức mày thì làm được mấy nà. Em vừa đánh một thằng phải vào viện. Em cần gấp một khoản tiền để lo cho nó. Anh Nam đi đâu rồi ạ? Nó đi Quảng Ninh từ sớm rồi. Trường muốn nó thực tập ở trên đó. Anh ấy nói bao giờ về ạ? Nó bảo khoảng 10 hôm gì đó. Không biết có kịp về giúp mẹ không? À. Hôm qua nó cũng đi đâu cả đêm không về. Bố hỏi thì cứ ấp a ấp úng. Thế ạ? Thôi con đi học đây ạ. Đứng lại. Dạ. Hai anh em có chuyện gì giấu bố phải không? Bố là rất hay đa nghi nhá. Thôi con đi học đây.
Mẹ ơi, mẹ ơi, vì con mà anh Nam đánh anh Trung phải đi viện rồi. Bây giờ anh Nam ở đâu, con cũng không biết nữa. Con rất muốn gặp anh ấy. Mẹ tìm anh Nam về giúp con, mẹ nhé. Chào mẹ. Con về ạ. Con về. Ơ, anh. Khẽ cái mồm chứ. Mẹ thiêng thật đấy. Em nó không biết tìm anh ở đâu. Chuyện này làm em rất khó xử. Vì cả hai người đều yêu thương em. Anh Nam là người tốt. Anh đừng giận anh ấy nữa nhé. Hôm qua anh cũng hơi quá lời. Anh ấy gần đây hơi cục tính. Kể cả với em. Anh hiểu rồi. Và anh cũng cảm thấy có lỗi với em. Đáng lẽ anh phải nói rằng anh yêu em nhiều hơn. Không cần đâu. Một ngày, một lần là được rồi. Nếu anh quên, em sẽ nhắc anh. Bây giờ anh mới hiểu lý do tại sao anh yêu em. Này cô kia, về cho bệnh nhân nghỉ. Tại anh ý. Mình biết Hạnh đang rất lo. Mọi người cố gắng giúp đỡ nhé. Cậu yên tâm đi. Bọn mình tính hết rồi. Nhóm bụi mà. Cuộc thi này là cơ hội để chúng ta khẳng định vị trí của mình. Vì vậy không được phép bỏ. Yeah! Các cậu ra ngay. Bệnh nhân đang bị thương nặng. Sao các cậu hét to thế? Trời ơi. Về đi. Đi rồi. Đi. Vừa rồi cô cũng hét to đấy chứ. Ừ. Cảm ơn em. Anh có còn đau không? Anh đã hơn rồi. Anh có còn cần gì nữa không? Em có thể giúp gì cho anh?
Hanh không muốn chụp ảnh lúc này. Em bị bỏ rơi à? Em chưa có ai để bị bỏ rơi. Em cũng là dân hip hop phải không? Lần này thì anh đúng. Nếu đúng vậy, chúng ta phải uống một ly làm quen chứ nhỉ? Bọn anh nhảy rất đẹp, khó có ai bắt chước theo được. Giá mà ai cũng được như em. Vì em uống được rượu. Hay vì em khen anh nhảy đẹp? Không, vì em đẹp. Cho một ly nữa. Đừng. Cho luôn một chai. Làm thế nào để được gia nhập nhóm của anh? Cái đó còn tùy thuộc vào em thế nào. Thế muốn đi đâu? Cái đó tùy anh. Mau mau cái chân lên. Hôm nay dừng ở đây, tất cả đi nhau. Thế có lý do gì không? Ai thế? Đây là My, bạn gái mới của mình. Cũng là dân hip hop. Hấp dẫn thế này, Khao là đúng rồi. Không phải vì My, mà vì nhóm Bụi đã tự bắn vào chân mình. Thằng Nam, hôm vừa rồi đánh vỡ đầu thằng Trung. Hay đi. Tại sao? Vì tội rủi em gái nó đi nhảy. Thằng Trung đã phải nằm viện mấy ngày rồi. Đôi đấy mà tan. Thì ăn mừng là đúng rồi. Nhẹ cả người. Cũng được đấy chứ. Lần này phải cho chúng nó tan hẳn. Tất cả tập trung nhà hàng Tây Long. Anh này. Cậu gửi cái này cho công an nhá. Vừa rồi anh chưa giới thiệu em vào nhóm. Anh không quên đâu. Em chịu khó chờ thêm đi. Rồi anh sẽ nói. Đi. Dừng. Đoạn cuối. Tay duỗi thẳng ra, mặt phải ngẩng lên. Sao lúc nào cũng cúi thế? Lại từ đầu. Tốt hơn rồi đấy. Nhưng mà thử nhe cái răng ra xem nào. Trẻ tươi lên. Đoạn này nhạc vui. Sao mặt cứ hầm hầm thế? Bọn mình có phải diễn viên điện ảnh đâu mà vừa nhảy vừa diễn.
lúc vui lúc buồn được. Nhưng mình không chỉ tập nhảy mà còn phải thể hiện cảm xúc theo nhạc nữa. Muốn thành chuyên nghiệp thì phải cố chứ. Nếu em làm xong việc thì em sẽ được vào nhóm rồi đi biểu diễn cùng bọn anh. Và anh hứa với em một chuyện nữa. Hứa gì? Em sẽ có được một cơ hội mà bất cứ dân hip hop nào cũng đều mơ ước. Đó là cùng bọn anh sang Bangkok biểu diễn. Anh tin là em làm tốt mà. Vì em đẹp, phải không? Và thông minh nữa. Anh đã tháo băng rồi à? Chiều nay bác sĩ khám, thấy tình hình tiến triển nên anh xin ra viện. Lúc nào anh ra viện? Sáng mai bác sĩ khám lại, nếu ổn anh xin ra viện luôn. Thế là anh xin ra sớm một ngày à? Em có làm sao không? Em chỉ lo anh chưa khỏi mà đã ra, nhỡ có vấn đề gì. Anh thực sự cảm thấy khỏe rồi. Hay anh cứ ở lại một ngày nữa cho yên tâm. Em làm sao thế? Sắp đến ngày thi quốc gia rồi. Em không nhớ à? Anh, em biết rồi. Anh cố giúp em. Thôi. Anh không muốn thành tiền lệ. Sau này khó xử lắm. Cứ làm theo thỏa thuận. 7 ngày lĩnh. Hôm nay mới thứ 6. Em rất cần tiền ngày hôm nay. Sao gấp thế? Thằng bị em đánh ra viện sớm một ngày. Thôi được rồi. Lần này anh phá lệ. Ký vào đây. Vâng ạ. 250 nhân 16 là 1,5 triệu. Em cảm ơn anh. Ê, ông em. Ấy, hôm nay có tiền, đi uống tí nhỉ? Hôm nay tôi bận, để khi khác. Bận thì thông cảm, nhưng đưa đây ít tiền, anh em uống trước. Cầm tạm chỗ này. Mày nghĩ bọn anh là loại người nào? Tôi chỉ có thể đưa các ông từng này. Mày mới đến đây chưa biết luật, nên tao nói cho mày biết. Mày tưởng đến đây làm ăn ngon lành như vậy là tự dưng à? Bọn tao cũng phải làm luật thì mới có cái bến này chứ. Vậy nên tất cả mọi người đều phải nộp thuế. Thế bao nhiêu? Đúng luật 10%. Mày đã lĩnh 1,5 triệu thì phải nộp lại 150. Các ông cho lần khác nộp đi. Hôm nay tôi có việc quan trọng, rất cần số tiền này. Sao mày ngu thế? Có việc gì quan trọng hơn là nộp thuế? Vì mày không tự nguyện nên tao phải cưỡng chế. Phạt thêm 50.000 vì không tự giác. Rồi mày sẽ phải trả giá. Ta đã nói là nộp tiền sau rồi cơ mà. Cô cho cháu nộp tiền ạ. Chờ từ nãy đến giờ. Thôi được rồi. Tên gì? Quốc Trung ạ. Bệnh nhân Quốc Trung đã thanh toán và xuất viện rồi. Ai đã nộp tiền viện phí cho anh Trung nhỉ?
chỉ có nhóm bụi thôi. Chú Trung về tôi nhớ lắm. Cho tôi gửi lời hỏi thăm chú ấy nhé. Anh ra viện. Còn đây là quà của em, ra mắt nhóm. Anh cảm ơn. À, em ngồi đi. Em có bất ngờ đây. 5, 6, 7, 8. Úp chiêu. Búp chiêu. Búp búp búp. Có được không anh? Em khá lên nhiều rồi đấy. Em biết. Em chưa bằng Hạnh được. Nhưng anh sẵn sàng giúp em chứ? Ok. Nếu em quyết tâm, anh sẽ sẵn sàng giúp. Em sẽ quyết tâm. Hôm nay là ngày giỗ em. Cả nhà tập trung đông đủ. Em về đoàn tụ cùng gia đình cho vui. Và anh cũng rất mừng là con chúng ta ngoan ngoãn chăm chỉ. Mọi người đều nhớ em. Lâu lâu cả nhà mới tập trung đông đủ. Chắc mẹ các con vui lắm. Nào, uống. Con mời bố. Bố xin. Mời bố. À. Khi nào con đi làm, sẽ cố gắng để mỗi tuần có một buổi vui như thế này. Đã phải cố gắng thì hai đi anh. Con mà đỗ đại học bố sẽ khao to. Chào gia đình. Chúng tôi cần làm việc với cháu Nam. Có chuyện gì thế các anh? Chúng tôi có lệnh triệu tập anh lên đồn làm việc. Tại sao con tôi lại phải lên đồn? Anh Nam đã đánh người bị thương nặng phải đi viện. Đúng như vậy không con? Các anh có nhầm không đấy? Trưa ngày 23 tháng 5, anh Nam đã đánh hai bảo vệ bị thương. Một người phải nhập viện. Do nạn nhân chưa tỉnh nên chúng tôi phải tạm giữ anh để điều tra. Tôi không muốn vậy. Đấy là tôi buộc phải tự vệ. Đó là chưa kể ngày 17 tháng 5, anh đã đánh trọng thương anh Quốc Trung, người cùng nhóm hip hop với cô Hạnh. Mặc dù nạn nhân không tố cáo, nhưng trong một tuần, anh đã đánh trọng thương hai người. Đó là hành vi côn đồ. Chúng tôi phải thi hành nhiệm vụ. Gửi anh. Chào anh. Đi. Anh ơi! Bố! Bố ơi! Bố! Chúng mày là những đứa hư đốn. Tao không muốn nhìn mặt chúng mày nữa. Thôi giải lao đi.
bài của các anh dựng chất đấy. Ừ. Sao hôm nay Hạnh nghỉ? Hôm nay nhà cô ấy có việc. Tập thiếu người khó chịu lắm. Cho em thay Hạnh được không? Bố có ăn gì không? Để con hâm lại. Bố có mệt không? Để con mua thuốc. Bố cứ im lặng như thế, con sợ lắm. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. À, à. Cố lên. Nóng quá. Mất điện có lâu không anh? Anh không biết. Để anh. Để em lau cho. Em đến không đúng lúc phải không? Mẹ ơi, hôm nay con toàn gặp những chuyện xui xẻo. Tại sao những người con yêu thương lại cứ rời xa con thế hả mẹ? Con biết tin ai bây giờ? Con chỉ còn có mẹ thôi. Mẹ cho con theo với. Mô Phật, con đang ở với nhà chùa rồi. Cháu không biết phải sống thế nào bây giờ nữa. Nếu vậy, con cứ ở tạm bên này mấy hôm cho tĩnh tâm. Đức Phật luôn từ bi hỷ xả, người sẽ giúp con qua cơn bĩ cực này. Có chắc là cháu vượt qua được không ạ? Mô Phật, người sẽ giúp con.
trông mày quen lắm. Nhà ở đâu? Trước mày học trường Hồng Hà đúng không? Tao cũng học trường Hồng Hà đấy. Ôi anh ơi, thằng này nhảy hip hop đẹp lắm anh ạ. Hip hop là cái gì? Hải, beatbox. À. Con đi đây bố ạ. Buổi sáng dậy sớm học bài, trưa và chiều mang cơm sang cho bố. Nhưng bố cháu không muốn gặp cháu. Ta nghĩ đó là cách ông ấy dạy con. Con cứ ở bên bố con cho đến khi ông ấy đi ngủ rồi hãy về bên này. Vâng ạ. Thế cháu có phải tụng kinh không ạ? Cái đó thì tùy tâm. Thầy ơi, cháu muốn nhờ thầy giữ hộ cái này. Không có bài mới là tồi đấy. Yên tâm đi, tao sắp up xong rồi. Sao up lâu quá? Không có thời gian mà tập đâu. Lo gì? Bọn mình tập thêm cả đêm nữa cơ mà. Tuần sau tao bận cả tối rồi. Mỗi người phải chịu khó một tí. Alo? Tính thêm cho em cả cái này nữa. À, chào em. Anh đến sớm thế. Em thấy thế nào? Nếu chị muốn thắng, anh nhảy đẹp như thế, cần gì phải bắt trước? Anh không chỉ muốn thắng, mà còn muốn hạ nhục chúng nó nữa. Em hiểu không? Mời bố ăn cháo ạ. Hạnh ơi! Dạ! Thuốc này con! Bố ăn xong thì cho uống thuốc nhé. Vâng ạ.
Tại sao gặp nhiều rắc rối như vậy mà em lại giấu anh? Đúng lúc tôi cần anh nhất thì anh lại phản bội tôi. Hanh, không phải như em nghĩ đâu. Thế anh còn muốn tôi nhìn cái gì nữa? Con ngủ mê thấy gì mà hét to thế? Cháu mơ thấy đang nhảy thì bị ngã. Con phải từ bỏ ham muốn đó đi để mà lo học hành. Cháu cũng muốn quên nhưng khó quá. Ta hiểu. Hãy đọc một bài kinh, con sẽ tìm thấy sự bình an trong đó. Thầy ơi, nếu con thực sự thành tâm, Đức Phật sẽ phù hộ. Cái Hạnh mà bỏ thì mất đi nét riêng của nhóm. Cậu cố gắng thuyết phục nó quay lại đi. Hết cách rồi. Đó là lỗi của mình. Có gì đâu, vậy anh cứ việc đến xin lỗi là xong. Mình đã đến nhà Hạnh mấy lần nhưng không gặp. Chắc là Hạnh muốn tránh mặt mình. Hay là để Mi vào thay. Bây giờ tôi không muốn gặp cô ấy nữa. Thôi, bỏ ra sơ nữa đi. Bỏ thế nào được? Phí công tập à? Thế thì đoạn của Hạnh, để em đội tóc dài, giả gái. Làm cho. Bây giờ không phải là lúc đùa. Mặt anh cau có thế thì giải quyết được à? Mặt tao để ra đã thế rồi, thì em sao? Mặt mà cau có, chó nó yêu. Mày nói ai? Ôi, mới chơi đùa nhau thì. Nào nào, con mày thôi đi. Đùa tí gì kia nhé. Bọn điên. Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau. Còn có gì để nói nữa đâu. Có đấy. Em có thể bỏ anh, nhưng không thể bỏ nhóm được. Tôi biết. Nhóm đang cần tôi trong cuộc thi. Nhưng xin lỗi, tôi không quan tâm. Nhưng nhóm thực sự rất cần em lúc này. Không ai bỏ được hip hop cả.
Nó tỉnh chưa? Tỉnh rồi, nhưng mà chưa nói được. Mày xuống tay hơi mạnh đấy. Hạnh, sao con học muộn thế? Chuẩn bị thi à? Con xin thầy. Thầy ơi, hôm con thi, con xin Đức Phật phù hộ cho con nhé. Bố con hôm nay thế nào rồi? Con buồn lắm. Bố vẫn chưa nói chuyện với con. Bố con không nói gì, nhưng ông ấy nghe và hiểu hết đấy. Chỉ do cái tâm bất an mà thôi. Hay là thầy sang nói với bố giúp con? Con thi đỗ đại học thì cái tâm của ông ấy sẽ lành. Chỉ còn cách đó thôi con ạ. Chúc mừng sinh nhật nhóm boy. Anh cảm ơn em. Em muốn một chút để mừng cho nhóm anh. Chúc mừng. Chúc mừng. Yeah. Này, anh đừng quên lời hứa của anh đấy. Anh không quên. Em ra đây với anh một lát. Đi. Đợt vừa rồi anh bận tập để thi đấu nên anh quên mất không nói với em một chuyện. Anh đã bàn chuyện cho em vào nhóm nhưng tất cả mọi người đều không chịu. Em thông cảm cho anh. Đây là nhóm boy nên không thể có con gái vào được. Thấy anh sao? Anh cũng chỉ là thành viên trong nhóm. Là thiểu số. Em cố hiểu cho anh. Tôi đã hiểu anh là ai. Đồ khốn nạn. À này, em vẫn là bạn gái của anh đấy. Vâng. Đúng thế. Cho em vào nhà đã. Em đến để xin lỗi. Nếu đến để xin lỗi về việc Hạnh hiểu lầm giữa tôi và cô,
thì không cần đâu. Không. Em đến vì việc khác. Anh mở phần clip ra xem. Em biết lỗi của em không sửa được nữa, nhưng em không cần các anh tha thứ. Boy girl, lại một lần nữa anh cố nhấc mình ra khỏi chiếc giường, lại bước trong sương. Tâm trí bây giờ như mất phương hướng, hy vọng rằng em sẽ quay trở về, nhưng mà hy vọng càng nhiều thất vọng càng mang thêm bao bộn bề. Anh đang chờ em trên con đường về, yeah girl. Làm sao biết khi nào em quay lại đây? Nhưng giờ mong manh anh đã không còn biết rằng nên chờ hay quên, vì anh đã mãi miết tin rằng nơi phía cuối con đường anh đã cho riêng. Vì khi đó anh mang bao giấc mơ bên mình, giờ này đã không. Baby, my baby, baby, oh, let us go in life. Hey, hey. Oh,
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chứng kiến sự xuất hiện của các chàng trai trong nhóm Bụi Crew. Sau khi ban giám khảo hội ý và thấy rằng cả nhóm Boy, nhóm Bụi đều thể hiện một cách xuất sắc, vậy xin mời cả hai đội quay trở lại sân khấu đấu tiếp. Không cần phải đấu đâu. Xem đây, nhóm Boy đã ăn cắp bài của nhóm Bụi. Mời mọi người và ban giám khảo xem. Chúng ta cần một cuộc đấu trung thực. Thank you.
Bố, con đỗ đại học rồi. Bố. Con không phải là đứa hư đốn, phải không bố? Thầy ơi, bố con cười rồi, vì con... Chúc mừng em đã đỗ đại học. Cảm ơn anh. Và anh cũng muốn báo một tin. Nhóm anh được đi thi đấu ở Bangkok. Chúc mừng anh. Tại sao vẫn cố tình không hiểu nhỉ? Giữa anh và My chẳng có chuyện gì cả. Anh ôm cô ta như thế, anh còn muốn thấy hiểu thế nào nữa? Đấy chỉ là cái bẫy do thằng Khánh đặt ra, mà cả anh và em đều là nạn nhân. Anh rất nhớ em. Khỏe nhá. Ừ, ở lại cố tập đều nhá. Ông chăm sóc nó cẩn thận nhá. Nhất định rồi. Chào anh ạ. Đừng khóc nữa. Chúc mừng anh tái xuất giang hồ. Cảm ơn cậu. Dù sao thì cũng muốn xin lỗi cậu về. Ôi, chuyện cũ bỏ qua. Em có việc mới muốn bàn với anh. Chuyện gì? Trong cuộc thi sắp tới ở Bangkok, bọn em muốn anh quay lại nhóm này cùng thi đấu. Nếu anh thi đấu thì mình có nhiều cơ hội thắng hơn. Nhưng anh quay lại vì cái gì?
vì chúng ta, vì hip hop Việt. Lúc này chạy trốn không phải là cách tốt nhất. Các ông đến đây làm gì? Bọn này muốn mời ông cùng đi thi đấu ở Bangkok. Tôi không còn liên quan đến hip hop nữa. Ông còn nhớ thằng Hải beatbox không? Nó ở trong tù mà còn rất khát khao trở lại với hip hop. Chúng ta phải bỏ qua chuyện cũ. Tôi cũng đã tưởng là bỏ được hip hop. Thầy! Lộc Phật của con đây. Con xin thầy. Chúng con không biết lấy gì để trả ơn thầy. Đừng nghĩ đến chuyện trả ơn. Hãy cố gắng mang giải về con nhé. Vâng ạ. Vâng ạ, chúng con sẽ cố. Thôi chúng con đi đây ạ. Anh cầm lấy. Của anh này. Cầu trời Phật phù hộ cho chúng nó. Mô Phật. One step, two step,
từng bước nhanh nhịp nhàng không hề bị gò ép, cũng như khi tôi rap ca từ bộc lộ từng câu cũng chắc như là thép. Sống vì đam mê trong trò chơi này, chẳng ai là kẻ hip hop dance my show. Nói xong tôi đã cháy đam mê của tuổi trẻ, hip hop dance my show. Tôi sẽ làm tất cả dù bạn có lắng nghe, hip hop dance my show. Tôi vẫn luôn hy vọng vào ngày mai, nó luôn tồn tại mà không bao giờ sai. Những gì tôi chọn nó là con đường dài, tôi luôn từng bước một cách rất miên man. Tôi vẫn đợi một cơ hội để tôi khẳng định tôi không chơi trội, cũng không phải một giấc mơ quá mức tồi. Giữa những cái ống lưu giữ đầy màu đen thôi, tôi đi tìm một tia sáng giữa cuộc sống đầy bon chen. Vì tôi biết chỉ có chúng ta là những giấc mơ. Đưa đôi chân la lướt, tôi muốn cho bao nhiêu người thấy cho tôi lớn có. Straight get the play, running on my cao đó, đã tìm thấy tôi muốn mình. Đưa đôi tay cao thắt, tôi muốn feel thắt tiếng nhạc, feel bằng cánh bay tự do.